Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh tin tức và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị đón xem. Nóng rực, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức. Lý do bị hất bay ghế được phơi bày. Đặng Trung Hoành đã khai ra hết, Tổng Trọng lắc đầu. Thưa quý vị, thật khó tin khi mà trong một nhiệm kỳ lại có hai ủy viên Bộ Chính trị ngồi ghế Chủ tịch nước nhưng phải xin từ chức. Lại càng khó tin hơn khi mà trong vòng 13 tháng tại khóa 13 lại có đến hai ông Chủ tịch nước bị ngã ngựa. Những chuyện khó tin này nay mai sẽ trở thành sự thật. Trước thông tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi chức khiến rất nhiều người dân xôn xao, thì từ ngày 13 tháng 3 năm 2024, Bộ Chính trị cũng đã nhóm kín. Tại đây, sau báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an, các ủy viên Bộ Chính trị dự họp đã thảo luận sâu sắc và nhất trí, khuyên nhưng đúng ra là buộc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải làm đơn xin thôi tất cả các chức vụ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Nguyên nhân vì sao nên nỗi này? Theo dự tin thì năm 2011, khi đang là Ủy viên Trung ương khóa 11, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Võ Văn Thưởng được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thay cho Nguyễn Hòa Bình về nắm Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Năm 2012, Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, con nuôi Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương khóa 11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trúng thầu dự án tuyến đường bờ Nam sông Trà Khúc có vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng. Các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sau đây đã đưa ra chủ trương nghị quyết liên quan đến quyết định đầu tư dự án trọng điểm này gồm Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê Mang Thít, Vĩnh Long, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi năm 2011 đến năm 2014. Cao Khoa, sinh năm 1954, quê Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 đến 2014. Đặng Văn Minh, sinh năm 1966, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giai đoạn 2010-2015. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, Bộ Công an đồng loạt khởi tố, bắt tạm giam các quan chức lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Cũng hôm đó, ở tỉnh Quảng Ngãi, hai ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nghỉ hưu năm 2014 và Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã bị C03 Bộ Công an bắt giam với tội danh nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Ngay trong chiều ngày 8 tháng 3, hai ông Khoa và Minh bị di lý về Hà Nội để giam giữ phục vụ điều tra. Cùng lúc tại Vĩnh Long, Cơ quan Điều tra Bộ Công an cũng bắt giam Đặng Trung Hoành, nguyên ủy viên, Chánh văn phòng huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Có thông tin cho hay Hoành là anh họ ông Thưởng, được kim Chủ tịch nước Việt Nam. Thông tin nội bộ mà chúng tôi có được, theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, năm 2012, Đặng Trung Hoành là người đã đứng ra môi giới cho Phúc Sơn nhận được dự án 1.000 tỷ tại Quảng Ngãi. Hoành đã cầm của Hậu số tiền 60 tỷ đồng thời điểm năm 2012. Được biết tại cơ quan điều tra, Đặng Trung Hoành nhận tội, nhưng chỉ nhận tội một mình. Tuy nhiên, ông ta không hề khai với cơ quan điều tra về việc ông ta chia chác cho bất kỳ ai số tiền lót tay mà ông ta nhận được từ Tập đoàn Phúc Sơn. Trong một diễn biến gây chú ý, trong hai ngày 28 và 29 tháng 1 năm 2024, Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đi thăm các cựu lãnh đạo phía Nam là các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Chiết cùng các tướng lĩnh công an đã nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tô Lâm đi vấn an hay báo cáo việc hệ trọng không ai biết được. Những người am hiểu chính trường lúc đó chỉ cảm nhận rằng có điều gì đó rất lớn sắp xảy ra. Trong số cả trăm ủy viên Trung ương Đảng bị Tổng Trọng và tướng Lâm khui ra, ai cũng có tì vết với vô vàn tội danh, sai phạm như bảo kê, tham nhũng, nhận hối lộ, vi phạm điều lệ đảng, có vấn đề lý lịch, lập trường quan điểm không rõ ràng, tự diễn biến. Vì thế mà gõ cửa ở đâu thì thêm củi vô lò ở đó. Dư luận xôn xao, bình luận sôi nổi về những biến động từ thông tin này. Tuy nhiên đây chỉ là màn mở đầu cho cuộc đốt lò thanh trừng sạch những sai phạm của các ông quan thần trước thềm Đại hội 14. Tới nay, ai sẽ ngồi vào cái ghế Tổng Bí thư để thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nắm chức vụ lãnh tụ tối cao của Đảng để giúp đất nước hóa rồng, đó mới là đích ngắm cuối cùng của tứ trụ đang làm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã được Trung ương Đảng cho thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 tại hội nghị bất thường chiều 20 tháng 3. Theo Văn phòng Trung ương Đảng, chiều 20 tháng 3, Trung ương Đảng khóa 13 đã họp hội nghị bất thường xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác của Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị,
Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Lộ rồi, đại án Tiền Lãng phơi bày sự thật, Đỗ Hữu Ca từ tướng quân thành tướng cướp, Tổng Trọng vì dân hạ lệnh cho Đinh Văn Nơi tiến thẳng vào xào huyệt quậy từng đất mỏ. Thưa quý vị, thượng tầng đang lặng yên thì bão ngầm đã ập tới động ông Ba X và thế lực tại Quảng Ninh. Hiện nay dư luận tập trung chú ý vào tướng Ca bị chính người đàn em Đinh Văn Nơi sổ khám. Ngoài lý do cấu kết lợi ích nhóm chia chác hàng trăm tỷ thì có thêm một lý do quan tâm khiến nhiều người cực lì quan tâm rằng được biết tướng Ca từng nhân danh thực thi công vụ, chỉ huy lực lượng vũ trang tiến quân thẳng vào đất nông dân Đoàn Văn Vươn. Hành vi quá khứ ấy làm cho tướng Ca từ một tướng quân đã thành tướng cướp, tức ông trùm đất cảng, đến lúc phải trả giá theo luật nhân quả. Tuy nhiên sự thật sau câu chuyện dài này có liên quan trực tiếp tới ông Ba X, vì lúc đó ông đang đương chức thủ tướng kiêm thêm đại biểu quốc hội của thành phố Hải Phòng, đại diện cho khu vực huyện Tiên Lãng, bảo vệ người dân. Nhưng không, ông được cho là hậu thuẫn để ông Ca làm càng. Điều này đã khiến Tổng Trọng và nhân dân ghi dấu đã từ rất lâu. Tới nay khi cụ Tổng đã cho Dũng tướng Nơi bắt ông tướng cướp Đại Ca Ca, thì rất có thể mọi ổn khúc sau bấy lâu này sẽ được lộ ra thêm, và sự cấu kết mật thiết tới từng khẽ tóc của ông chúa Nam Bộ và ông trùm làm tiền này ăn giờ như thế nào, cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Ngoài là tướng dưới trướng của ông Ba X, thì chuyện ông tướng Ca trị an ở mảnh đất có nhiều trùm giang hồ rồi bị dính luôn vào giang hồ là điều khó tránh. Dính sâu vào rồi thì khi nghỉ hưu ắt bị giang hồ sai khiến, không kiểm soát được. Đất cảng Hải Phòng xem chừng giống bến Thượng Hải. Phía sau tướng Ca còn là cái gì nữa? Trên ông trùm còn có ông trùm. Theo nguồn tin của báo Nhà nước, vụ khởi tố tướng Ca tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ là vụ án phát sinh từ một vụ án khác. Vụ buôn bán trái phép hóa đơn của một công ty ma do một ông trùm có tên Trương Xuân Đức. Cũng theo nguồn tin báo chí, ông trùm Đức thân quen với ông trùm Ca từ khi tướng Ca còn tại vị và đã từng buôn bán hóa đơn rất nhiều năm. Như vậy, ắt ông trùm Ca từng bảo kê cho hoạt động này nhiều năm. Bây giờ, khi ông trùm Đức bị lộ, ắt tay chân ông trùm Đức ép ông trùm Ca phải đứng ra giải vây. Ông trùm Ca ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, thế là lộ cả trùm. Lỗi tại tướng Ca không chịu xem cái kết của bến Thượng Hải, đã dính vào giang hồ, khó thoát lưới giang hồ. Nhưng cái trùm ấy đã lộ hết chưa thì cùng tiếp tục chờ tướng Nơi lần mò và khui ra hết. Quay ngược về quá khứ và tới nay thì con người ông Đỗ Hữu Ca xưa nay vẫn thế, vẫn là một con người bất chấp pháp luật. Vụ án tiến thẳng vào đất nhà anh Đoàn Văn Vươn cách đây 11 năm là trường hợp trắng trợn lấn áp cả luật pháp. Đến khi ông Đỗ Hữu Ca bị Dũng tướng Đinh Văn Nơi tóm gọn, ông Ca là một người tội phạm chuyên nghiệp. Cả hai trường hợp trên đều nói về một bản chất, một con người nhưng khác nhau về hoàn cảnh. Trước đây, với vai trò là giám đốc công an thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca cầm trên tay luật pháp. Còn ngày nay khi đã hết quyền lực, ông bị người khác dùng luật pháp đưa ông vào tù. Thời còn làm tứ trụ, Ba X là đại biểu quốc hội của thành phố Hải Phòng, đại diện cho khu vực huyện Tiên Lãng. Trước khi có cú đánh đẹp của ông tướng công an Đỗ Hữu Ca, thì việc tranh chấp đất đai chấn động giữa ông Đoàn Văn Vươn và chính quyền huyện Tiên Lãng đã âm ỉ. Tuy nhiên với vai trò đại biểu quốc hội, đại diện cho khu vực này, ông Ba làm ngơ không xem xét vấn đề này. Vụ cưỡng chế nhà ông Đoàn Văn Vươn diễn ra, phía chính quyền đã huy động cả quân đội và công an, trong đó ông Đỗ Hữu Ca trực tiếp chỉ huy trận đánh. Kết quả là phía anh em ông Đoàn Văn Vươn bị bắt và nhà cửa bị san phẳng. Sau vụ cưỡng chế đất của ông Đoàn Văn Vươn, giới luật sư phân tích việc cưỡng chế đầm tôm của ông Vươn là sai vì nó xuất phát từ quyết định thu hồi sai. Đấy là những ý kiến có căn cứ pháp lý chặt chẽ, không thể chối cãi được. Sau khi vụ việc xảy ra, giới luật sư đã phân tích rõ thì 5 ngày sau ông Ba X cho triệu tập cuộc họp với các bộ ngành. Ông X kết luận các quyết định thu hồi cưỡng chế 19,3 hectare đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiền Lãng, Hải Phòng đều trái luật và yêu cầu sớm khởi tố, điều tra cán bộ đã chỉ đạo phá nhà ông Vươn. Việc làm này của ông Ba X được xem là không mượt. Ông chỉ vu đuôi dư luận như thế là ông đứng về phía công lý vậy, nhưng thực chất không phải vậy. Bằng chứng là những người đã trực tiếp phá nhà chỉ bị truy tố mang tính chiếu lệ. Truy tố nhằm minh họa cho lời của ông X bởi các bị cáo này được hưởng các mức án treo mang tính tượng trưng mà thôi. Việc một hộ dân mâu thuẫn với cả chính quyền cấp huyện và ý đồ của công an tỉnh sắp sộc thẳng vào một hộ dân cướp đất thì ông Ba X không thể không biết. Với vai trò là đại biểu quốc hội, giám sát việc thực thi pháp luật của chính quyền địa phương tại Tiên Lãng, ông trùm này yêu cầu kiểm tra quy trình thực thi pháp luật ở đây không được sao. Đặc biệt,
ông là đương kim ghế quyền lực số 2 lúc đó. Nếu ông có ý chặn vụ chính quyền địa phương phạm pháp thì chính quyền không nghe được sao? Đồng thời đó có quyền lực khuynh đảo. Trong vụ việc này, ông Ba X đã ngó lơ và nhờ đó mà Đỗ Hữu Ca mới dám manh động. Vụ Tiện Lãng không thể thiếu trách nhiệm của ông với vai trò đại biểu quốc hội. Ngày đấy, Đỗ Hữu Ca làm bậy vẫn được một số hệ thống báo chí cũng hùa theo ủng hộ. Chỉ có báo chí ngoài luồng và tiếng lòng của dân là phản đối kịch liệt và hầu hết những bài phản đối này đều bị ngăn chặn. Tuy nhiên vì chính quyền sai quá rõ ràng nên không thể bịt được. Và cuối cùng ông Ba X cũng lên báo thừa nhận và phân trần. Theo nguồn tin cho biết, ông Đỗ Hữu Ca đã xây dựng mối quan hệ đến Trung ương từ thời ông còn làm giám đốc công an thành phố, để sau đó khi ông về vườn thì dùng mối quan hệ đó để làm ăn kiếm tiền. Tuy nhiên vì ánh hào quang kim tiền quá mạnh và tính tướng cướp nổi lên, nên ôm tiền của khách hàng rồi quỵt không chịu trả. Chẳng may người mà Đỗ Hữu Ca nuốt tiền cũng thuộc hạng cớm nên đại ca Ca bị hạ bệ. Vào ngày 22 tháng 2, ông Ca bị cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào tối 19, rạng sáng ngày 20 tháng 2, ông đã bị công an bắt và khám xét nhà riêng ở Hải Phòng. Trang mạng Dân Trí dẫn nguồn tin riêng cho biết, khi tới nhà riêng của ông Ca khám xét, công an đã động viên ông Ca nộp lại hết số tiền này cho cơ quan điều tra. Đây là số tiền mà ông Trương Xuân Đức, một doanh nhân khét tiếng ở Hải Phòng, có quan hệ thân thiết với ông Ca từ thời ông còn là giám đốc công an thành phố này, đưa cho ông Ca để nhờ chạy án trong vụ án trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ mà ông Đức đang bị điều tra. Vốn được giới kinh doanh Hải Phòng và Quảng Ninh biết đến là chùm buôn hóa đơn, ông Đức còn được gọi là Đức Ca do mối quan hệ chặt chẽ với ông Đỗ Hữu Ca, Dân Trí cho biết. Trong vụ án bán trái phép hóa đơn ở doanh nghiệp này, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca là người đứng đầu công an Hải Phòng từ năm 2010 đến năm 2019. Trong thời gian ông tại vị, ở Hải Phòng đã xảy ra nhiều đại án rúng động, đặc biệt là vụ cưỡng chế thu hồi đất gây chấn động cả nước trên khu vực đầm nuôi tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn hồi năm 2012 ở Tiên Lãng. Chân dung Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh Hà Giang, người có tài đưa cả họ làm quan đúng quy trình, sai phạm dài như sớ vẫn được về Trung ương. Cụ Tổng nổi giận, điều tra chuẩn bị cho vào lò. Ông Triệu Tài Vinh là Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang 2010-2019, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang 2016-2019. Trong năm 2019, Triệu Tài Vinh thường xuyên xuất hiện trên báo chí Việt Nam với các cáo buộc thực hiện gia đình trị tại Hà Giang. Năm 2020, ông bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông là một trong hai ủy viên Trung ương khóa 12 được giới thiệu tái cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13, nhưng không trúng cử. Ông còn là người nổi tiếng có tài, đưa cả họ vào làm quan đúng quy trình. Sai phạm dài như sớ vẫn được về Trung ương, khiến cho cụ Tổng nổi nóng, lập tức rà soát sai phạm để đưa vào lò. Để biết thông tin nhân vật này như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi. Triệu Tài Vinh sinh ngày 26 tháng 8 năm 1968, quê quán tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Hiện nay, ông cư trú ở phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Ông sinh ra trong một gia đình công chức, có ông là lý trưởng dưới Triều Nguyễn. Triệu Tài Vinh là con trai ông Triệu Đức Thanh sinh năm 1944, quê xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 1991. Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Triệu Tài Vinh được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Triệu Tài Vinh có ít nhất 8 người. Gia đình ông gồm vợ, anh em ruột thịt, em rể. Triệu Tài Phong, bí thư huyện ủy huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, là em trai ông Vinh. Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, là em trai ông Vinh. Triệu Tài Tân, Phó phòng hành chính viễn thông tỉnh Hà Giang, là em trai ông Vinh. Triệu Thị Giang, Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Giang, là em gái ông Vinh. Mạc Văn Cường, chồng bà Giang, em rể ông Vinh, Phó trưởng Công an thành phố Hà Giang. Triệu Lá Pham, anh họ ông Vinh, Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Hà Giang. Triệu Thị Tình, em họ ông Vinh, Phó giám đốc phụ trách Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hà Giang. Em trai ông Vinh là ông Triệu Tài Phong, bí thư huyện ủy Quang Bình, thì khẳng định trên báo chí. Bản thân ông công tác chính quyền từ năm 1989, sớm hơn ông Vinh 6 năm. Bản thân không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào. Người anh song sinh là ông Triệu Tài Tân, chỉ làm phó phòng hành chính, chứ không phải phó giám đốc viễn thông Hà Giang. Ông Triệu Lạp Pham và bà Triệu Thị Tình chỉ là người cùng quê và không có liên hệ máu mủ.
Em gái là bà Triệu Thị Giang, là phó phòng kinh tế đối ngoại sở, không phải phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh. Triệu Tài Vinh có một người con gái là Triệu Ngọc Mai, nằm trong danh sách học sinh được điểm cao trong vụ việc nâng điểm kỳ thi trung học phổ thông năm 2018. Theo lời khai của bà Triệu Thị Chính, khi xét xử vụ án gian lận thi cử ở Hà Giang, thì bà là em của ông Triệu Tài Vinh, không rõ là anh em họ hàng hay em ruột. Cả họ, cả nhà làm quan chức đúng quy trình. Ngày 17 tháng 9 năm 2016, trên mạng xã hội đăng tải thông tin có ít nhất 8 người là vợ, anh em ruột thịt, em rể, anh em họ hàng của ông Triệu Tài Vinh đang giữ các vị trí chủ chốt của nhiều ban ngành địa phương trong tỉnh. Trao đổi với Tuổi Trẻ vào sáng cùng ngày, ông Vinh xác nhận cả 8 người trên đều là người thân của mình. Nhưng 8 người thân của tôi được bổ nhiệm đều đúng quy trình. Ông Vinh cho rằng nếu chỉ nhìn vào danh sách người nhà này thì sẽ là chuyện không hay. Nhưng đi vào từng trường hợp cụ thể thì sẽ thấy việc bổ nhiệm không có khuất tất. Ông khẳng định rằng lên Hà Giang sẽ biết năng lực người được bổ nhiệm. Dư luận thì có ý kiến khác nhau về sự kiện, cả họ cả nhà làm quan chức đúng quy trình này. Giáo sư tiến sĩ Võ Đại Lược, Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải cho rằng, nếu cứ để tình trạng cả họ cả nhà làm quan đúng quy trình, thì đến một lúc nào đó quyền lực gia đình sẽ lại lấn át cả quyền lực nhà nước, chẳng cơ quan nào kiểm soát được. Sự kiện sai phạm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 ở Hà Giang. Ngày 17 tháng 7 năm 2018, báo điện tử Vietnamnet đăng video họp báo công bố sai phạm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 ở Hà Giang. Trong đó có tất cả 114 thí sinh được ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí, nâng điểm. Một trong những thí sinh có điểm thi cao bất thường ở Hà Giang là con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Triệu Tài Vinh. Cụ thể, con gái ông được nâng điểm toán từ 6 lên 9,4 và điểm tiếng Anh từ 8 lên 10 điểm. Ngoài ra, hai người cháu của ông Vinh cũng được nâng điểm. Nói về bê bối nâng điểm thi cho 114 thí sinh, trong đó có con gái và các cháu ông Vinh cho biết đã rất buồn và không hề biết gì về vụ việc trên. Nhiều người đã bị truy tố trách nhiệm hình sự, nhưng ông Triệu Tài Vinh thì không bị gì mà còn được đưa về Trung ương để làm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Vụ việc này làm người ta nhớ tới vụ án gian lận thi cử của con Lê Quý Đôn là Quý Kiệt, nhưng còn ở mức độ nghiêm trọng hơn vì dù sao đi nữa, Quý Kiệt cũng bị trừng phạt, còn Lê Quý Đôn thì Trịnh Sâm lấy cớ Quý Đôn là bậc đại thần bỏ đi không xét.